thần nhân ra mẹ bọn nó tưởng em dân đồng tính. Đi vào tháng 11 trời lạnh cả bãi biển có ba thằng lông nha lông Với sự đào tạo Forex gửi nhà đầu tư mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là những giá trị chia sẻ live stream trực tiếp từ những Hay giao quay dịch của audio bên này trung tâm nhàn đào không tạo phải anh Forex để Huy hướng dẫn anh nhà đầu tư. Chúng tôi mong muốn rằng những giá trị chia sẻ trực tiếp này sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư em tìm đỡ cơ phải hội nói cập nhật giá trị của sự phát triển thị trường. em làm Và nhà mỗi đầu này em tư nói có thể thấy được các cái giá trị thực tiễn ở trên thị trường xeo giao dịch lâu rồi Forex là như thế nào và lý do tại làm sao 95% nhà đầu tư tham gia vào thị trường giao dịch Forex là thua lỗ trên thị trường. Bởi vì đó chính là một vấn đề là người thầy mà chúng ta đang đi kiếm để học những cái kiến thức hay học những cái kỹ năng giao dịch, họ không thể nào chứng minh được cho chúng ta những cái giá trị thực tiễn trên thị trường, đó chính là tài khoản giao dịch live của bản thân họ. Người không chứng minh được tài khoản giao dịch live của bản thân họ trên thị trường có nghĩa là người sẽ không giao dịch được ở trên thị trường. Thước đo duy nhất ở trên thị trường giao dịch Forex đó chính là tài khoản giao dịch. Bởi tài khoản chính là thước đo để chúng ta có thể đánh giá được trước khi chúng ta tham gia bất kỳ một khóa học nào đó. Chính vì vậy, khi các bạn muốn học ở đâu, các bạn phải coi được tài khoản của người đứng ra chia sẻ kiến thức ở nơi đó. Chúng ta bỏ tiền thật ra để học, chứ không phải là nhà chúng ta bỏ tiền để mua ra để học những giá trị để mua, học những giá trị để hướng trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải xem xét, cần phải đánh giá cho thật kỹ. Đó là giai đoạn đầu tiên trên thị trường mà trung tâm đào tạo Forex muốn giới thiệu đến nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể có được cái nhìn khách quan hơn trên thị trường và đánh giá đúng các giá trị giao dịch ở trên thị trường Forex này để có thể giúp cho các bạn thành công ở trên bước đường ở trên thị trường giao dịch Forex. Thứ hai, khi các bạn tham gia vào trong thị trường Forex thì toàn bộ các kiến thức học thầy phải chứng minh trên chính tài khoản live của bản thân họ. Thế nên trong cái quá trình các bạn học ở trên học về cái kiến thức của họ thì họ phải lấy tài khoản của họ ra để họ giao dịch live để minh chứng cho cái điều mà họ đã chia sẻ cho bản thân các bạn đang ngồi nghiền ngẫm để học những giá trị đó, bởi sau này các bạn sẽ phải là do giao dịch ôm lên Tết là chính vừa thức của bản thân các bạn. Bởi vì tiền các bạn tạo ra là tiền thật, thế nên không thể nào những kiến thức này sẽ đánh nhau trên demo hoặc là dạy vào thứ bảy chủ nhật. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn và xem xét cho thật kỹ. Nếu mà nhà đầu tư không đánh giá được các giá trị này trên thị trường, đây là điều hết sức nguy hiểm để cho các bạn vận dụng sau này vào trong thực tiễn. Chúng tôi mong muốn rằng nhà đầu tư hiểu rõ giá trị này, bởi vì chúng ta mất tiền thật ra học chứ không phải chúng ta để học cái giá trị kiến thức để đánh trong đời mô. Bởi vì không, sau này các bạn phải vận dụng trên ngoài, các bạn sẽ bị tử nạn bởi những cái kiến thức không áp dụng vào thực tế. Chúng ta phải biết rằng giữa giá trị sách vở và giá trị thực tế là hoàn toàn hai giá trị khác nhau trên thị trường. Đây là điều mà các bạn cần phải nhìn nhận, xem xét cho thật kỹ. Rồi sau cái quá trình các bạn tham gia vào khóa học của họ đã học xong rồi thì tuyệt đối ra không được mở tài khoản giao dịch ngay. Bởi vì đây chính là thời điểm mà bản thân thầy của các bạn phải có trách nhiệm chứng minh cho các bạn về các cái kiến thức giao dịch đã dạy cho các bạn từ 3 cho đến 6 tháng trên chính những giao dịch của họ trên tài khoản live, mà các bạn phải nhìn thấy từ tài khoản live này. Như vậy thì các bạn mới có thể hiểu và vận dụng ở trong thực tế. Các bạn muốn có tâm lý ổn định thì các bạn phải thấy được thầy của các bạn giao dịch từ 3 đến 6 tháng thì dần dần các bạn mới có thể điều chỉnh được. Cũng giống như các kỹ năng giao dịch và các cái xử lý tình huống ở trên thị trường, chỉ có bản thân các bạn phải thấy được thầy của các bạn chứng minh rõ điều này, sau này các bạn mới có được kỹ năng giao dịch, kinh nghiệm để các bạn xử lý các cái tình huống. Và sau cái thời gian 3 đến 6 tháng thì các bạn đã nhìn nhận được xem là cái kiến thức các bạn đã học có vận dụng vào thực tế được kiến thức giao dịch hay không, lúc này chúng ta mới được một tài khoản nhỏ 20 đô chúng ta tạo ra thị trường tuyệt đối. Nếu có khi mà thầy của các bạn không là chứng minh được điều này thì không được mở tài khoản giao dịch ngay trên thị trường. Đây là những giá trị chúng tôi chia sẻ để em quay nhiều video lên để cho người ta thấy đánh như thế nào. Sau đó những người người ta đang tìm hiểu, người ta nghe người ta hiểu được thì người ta sẽ đi bắt bỏ tiền đưa ra chứng minh nhé. Chứ bây giờ nó cứ kêu mình mở đánh mà tiền thì tiền mình, nó không có chịu chứng minh nha, phi lý phải không? Đi giao dịch
giao cho một hai lao đánh ủy thác, hay là bởi vì chúng ta một robot copy thì chúng ta phải qua lần lượt các giá trị này trên thị trường. Đây là điều mà chúng tôi chia sẻ cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Bác sĩ đào tạo Forex cũng muốn rằng giá trị chúng tôi chia sẻ nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá đúng ở trên thị trường. Ngoài những giá trị giao dịch thực tiễn là chiêu trong suốt thời gian qua, thì chúng tôi có thể cứu những tài khoản nếu có giá trị để minh chứng cho nhà đầu tư nhìn thấy, và chúng tôi quay sau full hết tất cả các lịch sử giao dịch để nhà đầu tư có thể theo dõi trực tiếp ở trên thị trường. Đây là những giá trị để chúng tôi chia sẻ để nhà đầu tư có thể nhận được từ quản trị thị trường. Quản trị vốn ở trên thị trường là gì, là cuối cùng chúng ta có đem được lợi nhuận hay là không, đó mới là điều mà chúng ta cần và nhìn nhận cần phải đánh giá cho thật kỹ. Hôm nay em để chữ cái quan trọng thị trường đây hoàn toàn là những cái lý thuyết suông, không quay ra livestream thực tế. Anh thấy đánh quản trị vốn giúp chúng ta có đem được lợi nhuận thế hay là không, đó là mục đích cuối cùng trong quản trị vốn để chúng ta phân bổ vốn cho hợp lý trên thị trường. Đây là điều mà chúng tôi chia sẻ cho nhà đầu tư. Bác sĩ đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, mời nhà đầu tư sẽ theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex.